Đến nay, sau hơn 10 tháng từ khi khởi công, tập đoàn Vingroup hoàn thành san lấp mặt bằng, xây dựng nhà điều hành và các nhà xưởng. Trong đó, các dây chuyền sản xuất xe máy điện hoàn thành, tới tháng 8 năm 2018 sẽ cho ra đời sản phẩm đầu tiên. Nhà xưởng sản xuất ô tô đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị và tổ chức sản xuất rất khẩn trương để đầu năm 2019 sẽ cho ra đời những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam đầu tiên. Với sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Vingroup nỗ lực hết sức, quyết tâm cao đưa công nghệ sản xuất ô tô hiện đại nhất thế giới hiện nay vào VinFast, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 4.0, phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Ngay trong tháng 10, VinFast sẽ có hai mẫu xe đầu tiên tham gia triển lãm ô tô tại Paris, Pháp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ khi tới thăm tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, biểu tượng phát triển mới của thành phố Hải Phòng và cả Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, đầu tư sản xuất vào công nghiệp ô tô có thể coi là mạo hiểm, nhưng Vingroup đã dám nghĩ, dám làm với tất cả tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện ý chí, bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường của người Việt Nam rất đáng biểu dương và hoan nghênh. Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng những cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, cùng góp sức để VinFast được đầu tư xây dựng nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, môi trường. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội tin tưởng VinFast sẽ thành công, những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt đầu tiên sẽ nhanh chóng ra đời, mang lại niềm tự hào cho người Việt, sản phẩm Việt nhưng tiêu chuẩn châu Âu và tiêu thụ toàn cầu. Đây cũng là sự đóng góp thiết thực của Vingroup, của thành phố Hải Phòng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bày tỏ sự vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội về thăm Hải Phòng, thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, công nghiệp ô tô là lĩnh vực Việt Nam đang tập trung rất cao để thực hiện và Hải Phòng đã nắm bắt được cơ hội đó, sẽ làm tất cả để góp phần đưa nền công nghiệp ô tô Việt Nam lớn mạnh. Đồng chí Bí thư Thành ủy cam kết với Chủ tịch Quốc hội sẽ tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để quý 1 năm 2019, tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast sẽ cho ra đời những chiếc ô tô đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam là niềm tự hào của thành phố Hải Phòng và đất nước Việt Nam.